Hello, xin chào anh em nhé. Chào mừng em quay lại với channel của mình. Video ngày hôm nay thì mình sẽ up VIP của con ạc này từ VIP 16 lên VIP 17 và cùng mời anh em cùng xem về con ạc này xem có cái điểm gì để lại ấn tượng cho anh em hay không nhé. Đầu tiên thì đang ở Vương quốc 3128 nha anh em. Và nhìn sơ sơ là thấy chủ ạc cũng siêng đào game phết đấy. Đây nè, có mấy đạo đào game nó vẫn còn chưa về nhá anh em. Không nạp thì phải siêng thôi, không nạp thì phải mất thời gian rồi anh em ạ. À, bù qua bù lại thôi. Rồi, bây giờ thì anh em mình sẽ cùng xem chi tiết về con ạc này. VIP 16 với số ngày đăng nhập liên tục là 1651 ngày. Và ngày hôm nay là sẽ up VIP 17 nha anh em. Còn thiếu 10k game nữa. 10k game thì chủ ạc cũng đã mua sẵn 10k VIP rồi để up VIP luôn. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái VIP này để up lên VIP 17 nha. Một trong những cái mốc VIP mà chắc có lẽ là rất là nhiều anh em ít nạp chờ đợi để có thể ốp được cái mốc VIP này, cực kỳ quan trọng vì ở đây nó sẽ cung cấp cho anh em mọi thiệt hại. Đa phần mà chơi lâu như thế này thì anh em sẽ đánh 4 đến 5 đảo đánh on field. Thế nên cái mọi thiệt hại cho 4 đến 5 đảo đánh on field thì nó cực kỳ tốt nha anh em. Rồi như vậy là mình đã mở khóa cho chủ ạc VIP 17 với số ngày đăng nhập liên tục là 1651 ngày. Tiếp đến thì con ạc này có cái mức sức mạnh là 92 triệu sức mạnh và điểm tiêu diệt là 4 tỷ tư. Đang sử dụng nền văn minh Pháp và cái thông tin về điểm tiêu diệt mình thấy cũng khá là đồng đều nhau giữa QT4 và QT5. Về cái số ngày đăng nhập so với cái mức điểm tiêu diệt như vậy là mình thấy cũng khá là ổn rồi. Ở đây là anh em có thể xem được là chủ ạc đánh tính ra là cũng khá lời. Khi mà tiêu diệt số quân cao nhất là 35 MQ nhưng mà chữa lành số quân nhiều nhất là 20 M. Như vậy là cũng khá là ổn áp. Và thêm một cái nữa là số lần nhận hồng đô, thực ra nó là 5 lần, chủ ạc có chia sẻ mình là 5 lần nhưng mà có một lần thì lúc trước hệ thống nó chưa update cái này, thế nên là bây giờ nó chỉ hiển thị là 4 lần thôi, nhưng mà 5 lần nhận hồng đô là cũng khét đấy này. Mà ạc này đánh KVK cũng may mắn phết vì thắng KVK và giữ được dích cuối cũng khá là nhiều. Nhân tiện như vậy thì mình cũng sẽ bấm cho anh em xem một chút thông tin về kingdom này luôn nha. Hiện tại là đang có mức là 7 tỷ 8, gần 8 tỷ. Kỹ năng liên minh 179, như vậy đánh shit CD mà có cái điểm tiêu diệt của liên minh cũng khá là cao anh em ạ. À, cái này hình như là bay về bay kingdom rồi. Chỉ còn nhận 4 5 cái hồng đô như vậy thì không thể nào mà chơi ở kingdom này miết được đúng không anh em? Sức mạnh cá nhân 100 triệu sức mạnh là cao nhất nè. À, kỹ năng cá nhân. Ở đây thì có 8 tỷ 2 là cao nhất. 94 triệu sức mạnh. Rồi, ok, bây giờ thì anh em mình sẽ cùng xem về tài khoản này nha. Sức mạnh 92 triệu sức mạnh thì anh em sẽ có 4 triệu 3 lính. Và ở đây thì lính bộ và lính cung nó nhiều hơn lính kỵ. Có khả năng là đánh hai bộ, một kỵ và hai cung. Không biết là cái dự đoán mình có đúng hay không. Ở ngoài thì đang sử dụng là skin nhà Tokabi nhé nè. Nhà Tokabi thì nó tốt cho cung hơn. Ở đây có thêm một cái nhà K1. Cái mức bao như vậy mình không nghĩ là chủ hạt sẽ đu thiên đỉnh đâu anh em ạ. Ôi có luôn nhá anh em. Ở đây thì có thứ nhất là nhà OL nè. Thứ hai là có một cái nhà thiên đình cung, tấn công cung 15%. Như vậy là vừa đạt được mốc VIP 17, vừa có đua được nhà thiên đình. Như vậy là chuẩn rồi đúng không anh em? Bây giờ thì chỉ cố gắng làm sao cả đánh mức kill bond của mình càng cao càng tốt là được. Red ngoài thì mình thấy cũng không còn nhiều. Có khả năng là mới bay về, thế nên là farm red chưa kịp, nhưng mà red kho thì mình thấy là cũng khá là ok. À, tăng tốc thì như thế nào đây? Tăng tốc thì cũng nhiều phết anh em ạ. Tăng tốc từng này là đánh thoải mái luôn. Ăn mặc thiết bị cũng là một phần rất là quan trọng nhé anh em. Có thể tướng anh em có thể đánh là 5551, tướng chưa mát anh em vẫn có thể đánh được, nhưng mà gear mà thọt thì đánh phiêu nó sẽ rất là yếu nhé anh em. Ok, mình sẽ đếm tổng xem thử có bao nhiêu món trang bị cam nhé. 1 nè, 5 nè, 9 nè, 13 nè, 17 nè, 21 nè, 25 nè, 29 nè, 33 nè, 37 nè, 38 món trang bị cam. Và ở đây mình thấy có 4 món lãnh đạo đang dùng cho Quang Vũ và Gogo nhé anh em. Chủ ạc đang xài tới 3 cái trống. Phụ kiện thì sẽ có 3 nè, 7 nè, 8, 8 phụ kiện, như vậy là 4 đạo full cam full phụ kiện nhé anh em. Và rất là nhiều trống ở đây. Ạc thì mình thấy là đều chơi bộ kỵ cung là nó đều đủ hết. 7 tự cam, hết tự cam rồi. Ok, này mình sẽ xem trong phần tướng nha. Còn 5 con tướng chưa triệu hồi, như vậy là cũng nạp ít anh em ạ. Chứ nếu nạp nhiều thì đã triệu hồi những con tướng này để lấy tự cam rồi. Tiếp đến thì ở đây anh em mình sẽ có một đạo đầu tiên, nó là gia cát lượng full một set cam, full set hàm rồng. Và ở đây là có cái mũ là
biểu chân level 2, mũ level 2, set hàm rồng. 1, 2, 3, 4, 5 món nổ tài năng đặc biệt. Set cùng mạnh phết đấy em ạ. Vũ trang thì như thế nào? Ôi, vũ trang thì hết chỗ chê này mà, quá đẹp luôn. Đẹp thật nha. Được 5% sát thương kỹ năng. Vũ trang đẹp quá, vũ trang dạng lượng mắt đẹp luôn. Xem một kiểu màn không, 258 cũng không kiểu nhiều. Dạng lượng dưới cũng cao phết đấy. Netkey cũng full một set cam và full phụ kiện. Ở đây mình thấy là được 4 món địa ngục nè. Đầu tư cũng khá khá vào cho gear đấy. Set này thì là chuẩn đánh on field rồi nha anh em. Và nếu thay thế được, anh em thay bằng cái mũ chân phạt và cái kiếm chân phạt nữa là chuẩn luôn. Rồi anh em mình sẽ xem thử vũ trang nè. Vũ trang cũng đẹp nè, 789. Có một cái minh văn thợ săn cũng khá ok nè. Hai đạo của vũ trang đẹp rồi. Một đạo thứ ba là quang vũ. Vũ cũng 4 món. Lấy 4 món thì anh em sẽ được tốc độ hành quân 10%. Bộ binh là anh em lưu ý cái này giúp cho mình nha. Cố gắng lên được 4 món để lấy tốc độ hành quân 10%. Rất là tốt khi mà anh em đánh on field. Bây giờ thì đã nâng được lên thêm là mọi thiệt hại 5% nữa. Đánh field cực tốt luôn. Vũ trang. Ui ôi, sao quạt này vũ trang khít thế nhỉ. Đẹp thật sự ấy. Đẹp luôn đấy anh em ạ. Một đạo thứ tư là Boudica. Đạo này thì đang xài một cái cờ. Cũng tốt thôi. Cũng phun một set hàm rồng và xài một cờ. Thì cung này nó đi cũng khá là chậm nên anh em xài cờ là đúng rồi. Và cung thì anh em phun hàm rồng hoặc là 4 món hàm rồng và sau đó thì một cái mũ chinh phạt và một cái vũ khí chinh phạt thì nó cũng rất là tốt nhá anh em. À, thiếu phụ kiện thì anh em xài cờ là nó cũng khá là chuẩn. Vũ trang cũng đẹp là 19 gần 20%. Cái này cũng được thời này mà. Đạo thứ 5. 4 đạo rồi đúng không? Đạo thứ 5 là Go. Go 5515. Go 5515 là phải có lương triệt. Mình nghĩ anh em lên vậy thì nó hơi phí. Không biết là anh em có ý định lên một cặp để thủ nhà hay không. Go với lại Hera nè. Chứ còn mà nếu lên Go đánh với lương triệt mình nghĩ nó không mạnh lắm đâu. Anh em đánh lương triệt Alex là cũng ổn rồi. Bởi vì Go lương triệt nó mát chậm. Cặp này nó mát chậm nhé anh em. Ở đây thì có set lãnh đạo, hai món lẻ bộ, mũ với lại búa. Set này thì set thủ. Cái này sẽ thủ này mà. Rồi vũ trang ngon không? Vũ trang thì được 19 gần 20% tầm đấy. Hera, mát cả Hera. Không kéo man, mát Hera mà không kéo man. Vậy là chủ cũng có ý định lên một cặp để thủ nhà. Đó là Go với lại Hera nhá anh em. Tướng tá thì mình thấy mát cũng khá là nhiều ấy. Rồi mình sẽ xem tổng có bao nhiêu con tướng cam mát nè. 1 nè, 3 nè, 5 nè, 6 nè, 8 nè, 10 nè, 12 nè, 13 nè, 15, 16, 17, 18, 18 con tướng cam mát. Và không biết ghép nối tướng thì sẽ đánh như thế nào. Ở đây có Willy 5111. Ngày chơi game ngày đầu tiên là ngày 8 tháng 1 năm 2019. Trời cũng lâu phết đấy em ạ. Từ 2019 là phải gọi là mát lâu rồi. Ồ, mình không thấy có con gì nha. À đây. Ngay từ đầu là cũng không kéo man nhiều đâu nè mày. À, mày cũng không kéo man nhiều. Ở đây có Nebu 5521. Herman 5531. Herman thì anh em lên cái bộ kỹ năng là 5551 là đánh on field cực tốt nha anh em. 5551 là đánh tốt rồi. Milmet gần mát rồi nè. 5545. Còn Mehmet cũng là một con tướng từ đầu KVK1 tới KVK chinh phạt vẫn rất là tốt khi mà có thể kẹp cùng với bất kể một con tướng có sát thương kỹ năng nào. Ví dụ như Doan, Nét, Hoắc Khử Bệnh, Hạng Vũ là đều được hết. Đó cũng là một trong những con tướng chìa rất là tốt nhé anh em. Rồi bây giờ thì mình sẽ xem là chủ A sẽ đánh field bằng những đạo như thế nào nhé. Một cặp đầu tiên đó là Go với lại Lưu Trì. Một cặp thứ hai là Quang Vũ với lại SC, chà mạnh phết đấy em ạ. Một cặp thứ ba là Gia Cát Lượng với lại Herman. Cặp thứ tư là Boudica với lại Di. Cặp thứ năm là Nét và Doan. Năm đạo đã on field. Cá nhân mình thấy là hai bộ, hai cung và một kỵ. Nếu mà theo quan điểm cá nhân của mình thì nếu mà nó chuẩn hơn thì là sẽ là đã anh em sẽ đánh hai bộ, hai kỵ và một cung là mạnh nhất đúng không anh em? Theo quan điểm của mình nghĩ như vậy, đánh như vậy là mạnh nhất. Nhưng mà đối với cái đạo đội hình như vậy thì mình nghĩ là cũng mạnh chứ không nên nói tệ.
anh em đánh cặp Gogo Lưu Triệt, trong đó có hai đạo cung như vậy thì tính ra tốc độ hành quân chung của những cái năm đạo của anh em nó cũng không quá là chậm, trong khi đó bộ hai đạo bộ thì nó cũng đi khá là chậm rồi, thế nên là thêm hai cái đạo cung này nó đi cũng không phải là nhanh đâu anh em ạ. Hai đạo cung này cũng mát chậm luôn, thế nên là mình nghĩ là tốc cho năm đạo này là đồng đều trừ mỗi cặp Net Yuan thôi. Anh em có cái góp ý nào thêm thì anh em cũng có thể chia sẻ mình một bình luận ở dưới video để cho anh em mình cùng tham khảo nhé. Rồi phần tiếp theo mình sẽ xem một số cái gói nào. Đặt này là bảng quốc tế, thế nên anh em thấy được là nó sẽ hiển thị là gói mua là bằng đô hết nhé anh em. Ở đây mình thấy chủ hàng cũng không mua những cái gói ví dụ như là game tháng hoặc là gói cấp vật liệu các thứ nè. Điều đó cho thấy là cũng nạp khá là ít đúng không anh em, nạp cực kỳ ít. Nhưng mà bây giờ là cũng cán được mốc VIP là VIP 17 rồi. Với cái mức điểm tiêu diệt và những đạo quân để đánh on field thì cá nhân mình thấy là nó cũng khá là ổn áp, cực kỳ ổn áp. Phần cuối cùng trong video ngày hôm nay mình sẽ xem một chút về những cái map thông tin chi tiết về cách đánh của chủ hàng ở trong map KVK để xem đánh có lợi hay không nhé anh em. Thấy nhận 4 cái hồng đô, 5 cái hồng đô là cũng khét đấy. Một mùa thì tiêu diệt 35 MQ nè và chữa lành 20M, như vậy là đánh cũng lợi phết đấy. A bảng anh hùng ca 30 tháng 5 năm 2023 21 triệu mùa này thì ít hơn nè. Và chữa lành là 8 triệu. Ủa ôi đánh lời thế. 21 với 8 là cũng như là gần 1-3 rồi anh em ạ. Lời gấp 3. Đây là Orlan. Ôi có cái nào đang đánh lời cỏ là Bacon Dom không? Cũng 30 tháng 5 20 triệu. Chữa lành 17 triệu. Mùa này thì đánh Charter 1-1. HA. Nhìn chung là nhiều khi đánh lời lỗ, nếu như mà yếu quá thì đánh Charter 1-1 rồi cũng được anh em ạ. Hoặc đôi khi nó lỗ một xíu cũng được, nhưng mà phải chịu đánh thì mới có kill nhé anh em. Cứ đánh mà anh em cứ sợ lỗ quá không dám đánh thì nó sẽ không có kill đâu. Mùa này thì đánh lại lời nè. Rồi ok, như vậy là mình đã review cho anh em xem một con gà có cái mốc VIP cũng khá là ổn áp, đó là mốc VIP 17, một trong những mốc VIP cực tốt ở trong tựa game này. À thì có năm đạo đánh on field cộng thêm một cái nữa là cũng đua được một cái skin nhà thiên đỉnh, như vậy là cũng có được một số cái trải nghiệm cực kỳ tốt ở trong game. VIP 17, skin nhà thiên đỉnh, năm đạo đánh on field và gần như là full 5 set cam. Anh em nghĩ sao về tài khoản này thì anh em cũng có thể để lại một bình luận dưới video nhé. Video đến đây là hết rồi, cảm ơn anh em đã xem video và hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Bye bye, xin chào anh em.